Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản báo cáo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình triển khai thực hiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan không được lấy lý do COVID-19 để trì hoãn việc đưa dự án vào hoạt động. Theo Thủ tướng, do một số nguyên nhân như khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hệ thống quy định pháp luật còn bất cập, chủ đầu tư và tổng thầu chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, triển khai đường sắt đô thị nên đến nay dự án chưa hoàn thành. Do đó, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu các hạng mục công trình thành phần, thanh quyết toán, vận hành thử toàn hệ thống, đồng thời tiếp tục thực hiện đánh giá an toàn hệ thống của tư vấn quá trình vận hành thử toàn hệ thống trước khi Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra. Đánh giá những vấn đề vướng mắc tồn tại của dự án đã kéo dài nhiều năm, Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cần tập trung xử lý, khắc phục vướng mắc trong công tác nghiệm thu, vấn đề hợp đồng, thanh quyết toán để sớm đưa dự án vào khai thác. Trong đó, vấn đề bảo đảm an toàn tuyệt đối phải đặt lên hàng đầu.